chia sẻ màn hình smartphone qua Facebook Messenger. Trước đây, mỗi khi bạn muốn hướng dẫn bạn bè, người thân ở xa làm việc gì đó trên smartphone, chẳng hạn mua sắm online, bạn phải sử dụng tính năng quay màn hình hoặc các ứng dụng chia sẻ màn hình trực tiếp từ bên thứ ba. Tuy nhiên, những cách này thường phức tạp và không hiệu quả. Nhằm đơn giản hóa quá trình này, mới đây Facebook đã chính thức bổ sung tính năng screen share vào ứng dụng chat Messenger. Tính năng mới cho phép người dùng chia sẻ màn hình smartphone Android hoặc iOS trực tiếp qua cuộc gọi video khi kích hoạt Messenger sẽ tắt camera của người chia sẻ và chuyển sang truyền hình trực tiếp tất cả những gì đang diễn ra trên màn hình của họ. Người chia sẻ chỉ cần rời khỏi ứng dụng Messenger và bắt đầu thao tác trên màn hình điện thoại của mình. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách chia sẻ màn hình smartphone Android hoặc iPhone qua cuộc gọi Facebook Messenger. Bước 1: Tìm đến cuộc hội thoại giữa bạn và người bạn muốn chia sẻ màn hình, sau đó thực hiện cuộc gọi video. Bước 2: Bấm vào biểu tượng hai hình vuông chồng lên nhau mới ở phía trên góc phải. Bước 3: Bấm nút start now và người kia sẽ thấy tất cả những gì đang diễn ra trên màn hình smartphone của bạn. Nếu muốn dừng chia sẻ, bạn mở trung tâm thông báo và bấm nút stop screen sharing.